Để giúp các học sinh tiểu học và mầm non có được một điểm trường mới khang trang, sạch đẹp để tránh mưa lũ và nắng nóng, một trường bản ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để xây trường học, giúp thầy cô và các em học sinh bảo đảm được công tác dạy và học. Điểm trường tiểu học dân tộc bán chú bản Lâm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 61 em học sinh ở bậc mầm non và tiểu học ngày hè thì nắng nóng, ngày mưa thì rột. Đặc biệt mùa lũ nước dâng cao khiến việc học của các em thường xuyên bị gián đoạn, lớp học chật chội ẩm mốc, không bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Ở ngoài ngôi trường cũ thì vì là trường rất là gần bờ sông và mỗi lần mưa lũ thì là nước sông dâng cao, phòng học thì chưa đảm bảo vừa chật mà vừa nóng. Mùa hè thì phải phải đùi mũ để học, còn mà mùa mưa thì là nước mưa nó nhỏ xuống. Trong khi xã Trường Xuân đang rất khó khăn trong việc tìm địa điểm xây trường thì ông Hồ Văn Hớn, trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện hiến hơn 1.500 mét vuông đất để xây trường học, giúp thầy cô và các em học sinh nơi đây đỡ vất vả hơn. Vì đặt ra thì, 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 được hưởng một mình, nhưng mà làm trường là được hưởng cả con em, cả thôn, cả bàn. Nhất là tôi nghĩ là là phải vì con em của chúng ta. Cử của bậc hơn thì phải nói là rất là tuyệt vời. Chúng tôi cũng, là, cũng đã có đề nghị những cái tổ chức cấp trên để tiếp tục khánh thưởng kịp thời và để điển hình trên địa bàn xã Trong thời điểm giá đất đang tăng lên thì việc một người dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét đất để xây dựng trường học thực sự là một nghĩa cử cao đẹp. Điều đó không chỉ góp phần giúp các em học sinh và thầy cô giáo bảo đảm công tác dạy và học mà còn góp phần giúp địa phương từng bước xây dựng nông thôn mới, được quê hương ngày càng khang trang giàu đẹp.